Một tội nọ Thế Tôn mang trụ xa về thành kỳ thổ viên trung. Chơi tăng coi hội rất đông, tính ra đến số ai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng màn đại chúng Nam Phương tiến hành. Đạo Ban Lỗ đành rằng mắt thấy núi xương khó bỏ đây lòi đời. Thế Tôn liền dòi đến nơi, lại liền bay lại rồi rơi giọt hồng. Đức A-lan trong lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đông xương. Dối dàng xin Phật giải tường, thầy là từ phổ ba phương bốn loài. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu về công. Bài chưa biết lục trong chơi rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết nghe bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thì hài còn đây. Ta lễ bái những người tiền bối, già ngắm ngồi gì nhớ kiếp xưa. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bói bừa khói coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phần làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A-lan trong lòng tha thiết, biết làm sao vẫn bị khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì có chọn lựa gái trai lúc này. Còn sắp tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng nghề đi ăn mặc phong minh. Cho khi đã xác tiêu hình, xương ai như
nhìn khó phân. Phật mới bảo biết sự nghi nữ nam phân nghi biết rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nghi nhẹ đen thấm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn sợi tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đắng, tháng thứ ba như cục quyết ngưng. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Lại thêm đủ lỗ chân lòng, cộng chung đến số 84.000. Tháng thứ tám hoàn toàn tám phổ, tháng chín thì đầy đủ dốc hình. Mười tháng thì đến ngày sinh, nếu con thảo thuận xuôi mình chung ra. Bằng ngõ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đã cố lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng. Sự đau sự khổ không gì cùng tỏ phân. Khi sanh đáng muốn phần khoái lạc, cũng dĩ nhớ được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thấm ăn nuôi dưỡng, cực đến gì đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đuối đầy cho con.
điều thứ năm lại còn khi ngủ ức mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm miệng còn no ấm chẳng mà gớm ghê. Điều thứ bảy công chiêu quý giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng ở chia riêng nếu còn đi dân cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A-lan nên biết trong chúng sanh tuy thị phẩm người mười phần mê mỗi cả người. Không tường ơn trọng đức dày song thân chẳng kính mến quên ăn trái đức. Không xót thương dương dụng cụ lao ấy là bất hiếu mạt trao. Thì những người ấy đời nào nên thân mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng gì thay cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Vì như thập quyết trong gì nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải năng chăm sóc ăn đánh cái bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trôn biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con thì phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân. Hoặc khi ghé chốc đầy mình chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bốn nương sữa mẹ thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí tuệ. Những vợ chồng có thể làm ăn ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơi bằng quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy giàu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh được lành thì cha với mẹ tâm định thần. Con dưỡng dục sanh bằng non biển cơ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi
lầm lỗi bị dày, chẳng tuân thị chớ lại bài ngộ ngang. Hờn cha mẹ phùng mang trở mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trai ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bước, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lên lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bán lành theo cùng chúng giữ, nếp tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn xa quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội tình tù rác phải dương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hai tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tu điếm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang. Làm cho cha mẹ than gian, sanh còn bất hiếu phải mang tiếng. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiêu thốn mọi điều. Ôm đào đôi rách kêu riêu, còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hoàng. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tùng phố xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai giảng viên thăm,
lần lần ngủi lắm biết tâm biết ngàn. Quên dưỡng dụng sống thân ơn trọng, không nhớ công mang nặng để đau. Chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ gầy lá quở mắng, trở xanh lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ba nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thấy điều rương mau ướt dầm cả thân. Nên hôn mê tâm thần bất định, một giây lo mới tỉnh than rằng: ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đắng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật liền ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cô bị lăng. Làm sao báo đáp thù ăn, có lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dũng phạm thân sao bóng, phận rõ cùng đại chúng lắng nghe. Không phương báo đáp cho vừa sức đau, vì có người ơn sau giúp trả. Cộng mẹ cha tất cả hai giai, giáp dòng hòn núi tu nhi, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Vì có người gặp cơn đôi giết, nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khuyết thủng sông ngươi. Chịu thân mộ tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đau. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can. Quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thấm ơn đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ơn dưỡng dũng, tự treo mình cúng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp thăm ơn chưa đền. Vì có người xuống nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình.
xương tan thịt nát chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Chỉ có người vì công dưỡng dục mà nuốt sạch nông thấu ruột thấu gan làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đền. Nghe Phật nói thấy điều kinh hãi giọt lệ tràn khó nói cầm ngăn đồng thinh bạch Phật lời rằng làm sao trả đặng thâm ân xong đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các ngươi muốn đáp ơn gì phải con biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tổng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cúng dường tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến ngày tứ tứ thập phương tăng đều giữ lễ này sắm sắm lễ vật đủ đầy giờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân nắng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần kiên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn những lời ta dạy đến anh khá tuổi thử phụng hành đừng sai được như vậy mới là khỏi tối bằng chân thì ngục tôi phải xa trong năm đại tội kể ra bất hiếu thương thật là trọng thai. Sau khi chết mỹ đài vào ngục ngục vô gian cũng gọi A Tỳ ngục này trong núi thiết di bốn bên bằng sắt bao quanh vô cùng trong ngục này hàng ngày lửa tội nhân hết thải thành than có lò nấu sắt cho tan rốt vào trong miệng tội nhân hành hình một giá đủ cho người thọ khổ lột thịt da đào thấu tâm can lại có cho sắt rắn gan phun ra khối lửa đốt đòn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay kẻ tội ra phòng thịt thao móc bằng sắt thương đau gương dấu trên công trung độ thao như mưa gặp ai chém ấy chẳng trường làm cho thân thể nát nhừ như tương những hình phạt vô phương kế hết mỗi ngục đều có cách trị riêng như là xe sắt phấn tay chim mừng mổ mắt trâu cài lưỡi len chớ chi đang chết liền rất đỡ vì nghiệp duyên không nở hành thân ngày đêm chết sống muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây sự hành phát tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngỗ nghịch sống thân chúng ngươi đều phải ân cần
thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này ân chép truyền bá ra cho khắp đông tây, làm cho tất cả mọi người đều tin lời Phật đặng gài hiếu thân. Nếu anh đã ngàn muốn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật dạng thiên, do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ấy như sở huyền. Cha mẹ đặng xa miền khóc lánh, lại qua sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng giữa sông, khắp trầm tư chúng một lòng kính dân. Lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dầu cho lưỡi kéo trâu cài, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Vì như bị ba thiên đau kiếm khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kính. Ngày sau truyền bá chúng sinh dễ bề cũng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha cùng là ân trọng thiệt là trên kinh. Các ngươi phải hành phụng giáo, đặng ngày sau y giáo cũng hành. Sau khi Phật giải đành rằng, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thái một lòng dân theo lời Phật, và kinh thành tin chắc dễ truyền. Đồng nhau tu tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc trần thế xoay dần qua, kiếp phụ sinh tổ tan mấy lắm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người này có rồi hoàn không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bã thế ni. Hôm qua thấy đó bữa nay đâu rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi. Bây giờ thêm tiếp như chòi cây khô, khi nào du lịch giang hồ. Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào lướt dắt trăm cài. Bây giờ bỏ xác ra ngoài gò quan, khi nào tráo ngọc chuốt vàng. Bây giờ một năm xương tàn lạnh tâm, khi nào mắt đẹp mãi thắm. Bây giờ ngộ cảm tan tành
gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ mấy rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trước vào màn bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào bạn hữu sum vầy bây giờ chén rượu cụ cà hoành hiu. Cái thân như tất bóng chiều như chồng bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa bằng tổ sống đời 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu vào mà đến bậc bấy lâu thành sùng. Nghèo mà đôi khác lạnh lùng khổ mà tóc cháy và phòng trần ai. Phù sinh sớm tối một mai giàu sang cũng thác xác xài cũng giống. Khôn ngoan tài trí cũng đồng. Ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gai go mà qua bên giác tìm đò sông mê. Cuộc đời nên chán nên chi tìm nơi giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, cuộc đời nay biển mai còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia cho xa quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chổi lò hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng thần hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chí các ngài đồng thời khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Có bao cây có tràng phan có hương có nhạc rước đi đầy đường. Trước về đến cõi Tây Phương có ao thất bảo có hương ngũ phần. Sáng ngần ma ni có nước trong tầng trải quanh. Thất trần có bãi lớp thành bãi hàng cây bao bãi dành lưới châu. Có ngân cát có kim lòng có chim nói pháp diệu màu dễ nghe. Nghe rồi chứng quả Bồ Đề bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh vào chính phẩm liền mấy tay cũng xài mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi.
lầu vàng đại bao thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp diệu màu dễ nghe. Nghe rồi chứng đạo Bồ Đề, bao nhiêu nghiệp chướng thải đều tiêu tan. Chúng sanh nơi cõi trần gian, mau tu để được xem vàng đỡ chân. Một liên con quỳ lại Phật Thích Ca, chúng bánh đệ tử tên là một liên lòng con mọi đạo tu hiền xuất gia. Cầu nguyện hôm nay nghe kinh Phật thuyết bài ngày minh tâm kiên tánh như lai trọn lành lục thông đầy đủ nên danh muôn tiền cha mẹ lòng thành gánh công đàn ơn cho bú ầm bồng liền dùng đảo nhãn xem dòng thế gian thấy dòng mẹ khổ muôn ngàn ôm gầy đói khát trong đàn quỷ mang một liên kêu mẹ thanh đề nhìn thấy con mình một liên cứu mẹ hết tình gắn công con ơi mẹ đói trong lòng một liên nghe nói khóc ròng thở than vội vàng trở lại thế gian bởi cơn và cơm vô miệng nửa chừng chén cơm qua lửa phần phần thành than một liên xem thấy kinh hoàng trong lòng đau đớn khóc than buồn tình mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu xin Thích Ca Đức Phật phân qua mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành ta truyền cứu tế pháp lành cần cầu tăng chúng tịnh thánh chú nguyện cầu cho phụ mẫu hiển tiền lục thân quyến tột bệnh yên điều hoàng bài đời phụ mẫu đã qua về trời hương phước sáng lòa hào quang vui chơi thông thả thanh nhàn ngày đầm tháng bãi lập đàn trai tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một tội nọ Thế Tôn mang trụ xa dễ thành kỳ thâu nhiên trung chơi tăng coi hỏi rất đông tính ra đến số ai muôn tám ngàn lại cũng có các hàng bộ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng màn đại chúng nam phương tiến hành. Đạo bán lỗ đành rằng mắt thấy núi xương khó bỏ đây lòi đời. Thế Tôn liền dội đến nơi, lại liền bay lại rồi rơi giọt hồng. Đức An trong lòng mãi ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đông xương. Dối vàng xin Phật giải tường. Thầy là từ phổ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính Thầy dường ấy. Cớ sao Thầy lại lại xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu về công. Bài chưa biết lục trong chơi rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết nghề bao cốt hài. Chẳng còn có bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thì hài còn đây. Ta lễ bái những người tiền bối già ngắm ngồi gì nhớ kiếp xưa. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bói bừa khói coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phần làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức An trong lòng tha thiết, biết làm sao vẫn bị khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì có chọn lựa gái trai lúc này. Còn sắp tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng nghề đi ăn mặc phong minh. Chớ khi
Phật mới bảo Lan biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thấm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn đời tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đắng, tháng thứ ba như cục quyết ngưng. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bài tăng thì đủ bỏ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lòng, cộng chung đơn số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phổ, thì đầy đủ giống hình. Mười tháng thì đến ngày sinh, nếu con thảo thuận xuôi mình chung ra. Bằng ngõ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đã cố lung tung, làm cho cha mẹ hai hùng sự đau sự khổ không gì cùng tỏ phân. Khi sanh đã muốn phần khoái lạc, cũng vì nhớ được bạc được vàng, Thế Tôn lại bảo điều thứ nhất giữ gìn thai giáo. Mười tháng trường chú đáo mọi bề, thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thấm ăn nuôi dưỡng, cực đến gì đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đuối đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ,
con. Thứ sao xuống nước nhai cơm, miệng còn no ấm chẳng gì mà gớm ghê. Điều thứ bảy công chiêu quý, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng ở chia riêng, nếu còn đi dân cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chung cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A-lan nên biết, trong chúng sanh tuy thị phẩm người, mười phần mê mỗi ca người. Không tường ơn trọng đức về sông thân, chẳng kính mến quên ăn trái đức. Không xót thương dương dụng cụ lao, ấy là bất hiếu mạt trao. Thì những người ấy đời nào nên thân, mẹ sanh con cứu mang mười tháng. Cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thay. Cho nên thân thể hình hài kém suy, khi sanh sản hiểm nguy chi xiết. Sanh đặng rồi tinh quyết dầm về, vì như thật quyết trâu gì. Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan, con còn nhỏ phải năng chăm sóc. Ăn đắng cái bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn. Biết rằng dơ dãi mẹ không ngại gì. Nằm phía ước con thì phía ráo, sợ cho con ước ao ước chăng. Hoặc khi ghé chốc đầy mình, chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bốn nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở tâm trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơi bằng quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, giàu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh được lành, thì cha với mẹ tâm định thần. Con dường dục sánh bằng non biển, cơ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi làm lỗi bị dày, chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang.
trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tôn sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên rằng anh chỉ chẳng màng. Trai ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bước, chẳng kể lời trưởng thượng dạy rằng. Lên lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bán lành theo cùng chúng giữ, nếp tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn xa quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội tình tù rác phải dương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hai tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sắc buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tu điếm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang. Làm cho cha mẹ than gian, sanh còn bất hiếu phải mang tiếng. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiêu thốn mọi điều. Ôm đào đôi rách kêu riêu, còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hoàng. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phố xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai giảng viên thăm, lần lần ngủi lắm biệt tâm biệt ngàn. Quên dưỡng dụng sống thân ơn trọng, không nhớ
cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ gầy lá quở mắng trở xanh lòng hàng dẫn chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng ba nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cối, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lắm thấy điều rương mau ức dầm cả thân. Nên hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đắng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật liền ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cô bị lăng. Làm sao bao đáp